75 amen. Có 5 người amen thôi à? Yes. That time about 25 amen. Nãy giờ tôi mới nghe có 25 người amen thôi. Oh, that's the good one. That's the good one. À, vậy là tốt rồi. Give yourself a hand clap. Praise the Lord. Quý vị hãy tự vỗ tay tán thưởng mình. Praise God. I know it's a little bit hot. Tôi biết là ở đây nó hơi nóng một tí. But we have some exciting message for you also. Nhưng mà chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái điều mà thích thú chúng tôi muốn cho quý vị thấy. Thank you. Thank you. Are you ready? Is anyone ready for some word of God? Chúng ta đã sẵn sàng để nghe lời Chúa chưa ạ? Yes. Yes. Look at your neighbor saying, "Get ready, get ready, get ready, get ready." Get chúng ta quay sang người ngồi bên cạnh chúng ta nói rằng, "Hãy sẵn sàng." Our body can do many things. Mà thân thể của chúng ta làm được rất nhiều thứ. Preach the gospel. Có thể đi ra giao giảng phúc âm. Play badminton. Chơi cầu lông. Sports. Chơi các môn thể thao. Ride our motorcycles. Có thể lái xe máy. But also we can speak. Nhưng bên cạnh đó thân thể chúng ta cũng có thể nói nữa. And give some voice. Chúng ta có cái tiếng nói của mình, các ngôn ngữ. And when we speak with our words, và khi chúng ta nói ra mà có cái từ ở trong đó, we have something called body language. Thì thực tế ra chúng ta còn một cái phần khác nữa gọi là ngôn ngữ cơ thể. Praise God. Ngợi khen Chúa. 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 And we put our shoulders into with our words. Vậy thì chúng ta có thể nói lời nói của chúng ta mà đi kèm những cử chỉ của thân thể. Sometimes I try to teach the believers. It must get excited and say wow. Thế đôi khi tôi phải dạy các cơ đốc nhân như thế này, đó là mình cần phải khiến cho bản thân của mình phấn khởi lên và mình nói wow. But sometimes the believer look at me and they say, okay. Thế đôi khi tôi dạy người ta, người ta nói, dạy thì tôi nói wow. Are you excited to serve the Lord? Thế tôi hỏi như thế này, thế quý vị có háo hức khi mình được hầu việc Chúa không ạ? Yes, but other countries. Nhưng mà tôi hỏi ở những nước khác thì họ trả lời. Họ trả lời như thế này nè. Okay. Cũng được. Maybe. Có thể. Not sure. Cũng không chắc chắn lắm. I said you should say wow. Tôi mới bảo là nãy giờ quý vị phải nói wow chứ. They said okay, and they say wow. Thế họ mới nói như này. Okay. Wow. No, not like that. Tôi bảo không phải wow như thế. That's not how you say wow. Đó không phải là cái cách đúng mà chúng ta dùng để miêu tả cái wow. You say it from down here. Khi chúng ta nói chữ wow, chúng ta phải bắt đầu từ bụng của mình á. And in here. Và từ trong lòng của chúng ta này. And when you say it. Và khi chúng ta nói cái chữ đó. You need body language. Thì chúng ta phải kèm theo cả cử chỉ thân thể của chúng ta. And you move your shoulders. Có thể là vai của chúng ta cũng di chuyển. And I say, are you excited? To serve the Lord. Khi mà tôi hỏi quý vị rằng quý vị có cảm thấy vui thích khi được hầu vị Chúa không ạ? And you say, wow! Come on, praise the Lord! Người khen Chúa! Come on, praise the Lord! Người khen Chúa! Let's try that one more time. Để chúng ta thử một lần nhé. That was a warm up. Cái đó mới chỉ là khởi động thôi. We want to do it longer and stronger. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử một lần này. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ wow lâu hơn. Chúng ta sẵn sàng chưa? Bây giờ lấy hơi đi. 1, 2, 3. Wow. Very good. Give yourself a hand clap. Give yourself a hand clap. Quý vị làm rất là tốt. Hãy tự vỗ tay tán thưởng mình đi. Congratulations. Neighbor, I'm glad I'm sitting next to you. Để chúng ta quay sang từ ngồi bên cạnh mà nói rằng tôi rất vui vì ngày hôm nay tôi được ngồi gần anh chị. Tell your neighbor, the reason I'm glad I sit next to you is you say wow the right way. Thế là chúng ta nói tiếp.
này nói với người ngồi bên cạnh của chúng ta cái lý do mà tôi rất là vui được ngồi gần anh chị ngày hôm nay, bởi vì anh chị đã nói chữ wow đúng cách. Nói đi, nói đi. It's amazing. When we lift our voice, khi mà chúng ta bắt đầu cất giọng nói của mình lên, with faith, với đức tin, it's almost like there's a trigger, like there's a string in God's heart, and it pulls God's heart towards you. Thì gần như là có một cái sợi dây ở trong lòng của Chúa, và chúng ta cất tiếng nói của mình với đức tin thì sẽ kéo cái sợi dây đó khiến cho chúng ta đến gần với Chúa hơn. We don't understand, but there's a connection between our voice and God's heart. Thì chúng ta không hiểu đâu, nhưng mà thực sự cái giọng nói của chúng ta, cái tiếng của chúng ta với tấm lòng của Đức Chúa Trời có một cái sự kết nối. And when we lift our heart, và khi chúng ta dâng lòng của chúng ta lên, God hears it. Đức Chúa Trời ngài lắng nghe tấm lòng của chúng ta. He hears our excitement. Ngài lắng nghe cái sự vui thích của chúng ta. And you know what he does? Và chúng ta biết Chúa làm gì không ạ? He stands up. Chúa đứng lên. Who said that? Thế ai nói câu này? He's looking everywhere. Who said that? Ai nói câu này? Who said that? Ai nói câu này? He notices your faith when you raise your voice. Ngài nhìn biết đức tin của chúng ta khi chúng ta bắt đầu cất giọng của mình lên. And he sends the answer that you desire. Và Ngài đã đưa những cái câu trả lời theo đúng như những gì mà lòng của chúng ta ao ước đến. Amen. Amen. And he sends it quicker than DHL. Và yeah, he sends it even quicker than DHL. Và Ngài gửi câu trả lời đến còn nhanh hơn là DHL, là một cái công ty chuyển phát nhanh nhất. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa. So we say, the more you shout, the less you will doubt. Thế chúng ta nói như này, nếu mà chúng ta càng cất tiếng lên lớn bao nhiêu thì cái sự nghi ngờ của chúng ta nó càng ít đi bấy nhiêu. Does that translate well? Is that okay? Yeah, okay. And then the less you shout, và nếu như chúng ta cất giọng của chúng ta càng ít bao nhiêu, càng nhỏ bao nhiêu, the more you will doubt, thì cái sự nghi ngờ trong đầu của chúng ta càng lớn bao nhiêu. You understand? Quý vị hiểu không ạ? Quý vị hiểu không ạ? Let's say that in Vietnamese. The more we shout, the less we doubt. Bây giờ chúng ta sẽ nói lại như thế này. Là nếu mà chúng ta cất giọng chúng ta càng lớn bao nhiêu, thì cái sự nghi ngờ trong đầu của chúng ta nó càng ít bấy nhiêu. I think should we could repeat in Vietnamese, the more I bây giờ quý vị lặp lại theo tôi đi. Look at your neighbor. The more you quay shout, người ngồi bên cạnh, the less you will doubt. Nói như thế này, nếu quý vị cất tiếng lớn bao nhiêu thì sự nghi ngờ trong đầu quý vị càng ít bấy nhiêu. Nói đi. Nói cho người ngồi bên cạnh. Well, listen, my wife and I, honey, come up here and wave and just look at this beautiful girl Jesus gave me. Is God good or what? Come on, give her a hand. Praise the Lord. Với các chị em phụ nữ ngày hôm qua. I have enjoyed myself being here worshiping together with you. Và tôi cũng rất là vui vì tôi được tham dự cái buổi thờ phượng ở tại đây với quý vị. So I came to Vietnam because Daniel is happier when I'm with him. Tôi đến ở tại Việt Nam bởi vì chồng của tôi vui hơn khi mà tôi đi cùng với ông ấy. And we want Daniel to be happy, right? Và tất cả chúng ta đều muốn chồng của tôi ông đây nó vui phải không ạ? Thực sự là một cái sự vui mừng lớn đối với tôi khi mà tôi được đến ở tại đây tham dự 3 ngày liên hoan cùng với anh chị em. Và tôi đã chụp rất là nhiều hình của anh chị em. And I made a recording of your beautiful worship. Thậm chí là tôi cũng quay lại những cái video ngắn về cái sự thờ phượng của anh em nữa. So Brother Daniel and myself, we will carry you with us in our hearts. Thế vợ chồng chúng tôi sẽ mang anh em, giấu anh em vào trong lòng của chúng tôi và mang đi bất cứ nơi nào chúng tôi đi. And we really welcome your prayers. Please continue to pray for Pastor Daniel.
Và chúng tôi cũng nhờ anh em tiếp tục cầu nguyện cho vợ chồng của chúng tôi, cho gia đình của chúng tôi nữa. That is the greatest gift you can give us. Bởi vì đó chính là món quà lớn nhất mà quý vị có thể tặng cho gia đình của chúng tôi. And we've been able to continue because of the grace of God and the prayers of God's people like you. Và chúng tôi có khả năng tiếp tục hầu việc Chúa bởi vì ân điển của Chúa và bởi vì những lời cầu thay giống như là của quý vị vậy. I want to thank the worship team for all the anointed worship. Thank you so much. Tôi muốn chuyển lời cảm ơn đến ban nhạc vì quý vị hướng dẫn thờ phượng rất là được sức dầu, rất là đầy ơn. Thank you so much, children. Cảm ơn tất cả các cháu nhỏ tại đây về những bài hát, về những phần đoạn kinh thánh. You touched our hearts, and we know God has big plans for your lives. Và tất cả những gì mà các em đứng lên đây làm thì thực sự đụng chạm đến lòng của chúng tôi, và chúng tôi tin chắc rằng Chúa có những kế hoạch rất là lớn lao cho cuộc đời của các em. The leaders of Mighty Ministry, thank you for you pastors and leaders, all your help organizing. Và tôi cũng dâng lời cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả những người hầu việc Chúa ở trong cái chương trình ba ngày kinh an cầu nguyện này, những người đang hầu việc Chúa ở tại đây với cái sự sắp xếp của quý vị trong ba ngày này. Precious translator, Sister Mai. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa vì người thông tin của chúng ta. And thank you for every one of you that came and brought your faith and joined together in this time to really worship, seek, and celebrate God. Và tôi cũng cảm ơn Chúa vì tất cả sự hiện diện của anh chị em ở tại đây. Anh chị em đến đây mang đức tin của mình đến đây. Anh chị em mang cái lời ngợi ca thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa ở tại nơi này, đó là cái điều vô cùng quý giá. So at the close of today's service, thế ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng kết thúc ba ngày của chúng ta. Pastor Daniel and I will lay hands on each one of you. Thì vợ chồng của chúng tôi sẽ đặt tay trên mỗi người trong quý vị. There are many of you. Mà quý vị ở tại đây rất là đông. Please don't tell me your life story. Trên khi mà tôi đặt tay lên quý vị thì làm ơn đừng kể nguyên câu chuyện cuộc đời của quý vị cho tôi. I know as we pray and lay hands upon you. Nhưng mà chúng tôi biết được rằng khi mà chúng tôi cầu nguyện và đặt tay trên quý vị, we are standing in agreement with you. Thì có nghĩa là chúng tôi đang đứng ở sự đồng thuận cùng với quý vị. That God will touch your life. Để Đức Chúa Trời ngài sẽ đụng chạm đến đời sống của quý vị. Answer your prayers. Trả lời những lời cầu nguyện của quý vị. And give you what you need. Và ban cho quý vị những điều quý vị cần trong đời sống to của mình. Healthy, để quý vị có thể sống khỏe mạnh. Prosperous. Để quý vị có thể sống một cách thịnh vượng. And healthy relationships. Để các mối quan hệ của quý vị là những mối quan hệ lành mạnh. And be able to really serve the Lord and hear His voice. Và để quý vị có thể thực sự hầu việc Chúa và lắng nghe tiếng ngài. So even if it is a very short prayer. Vậy thì khi mà tôi đặt tay quý vị, tôi có thể cầu nguyện rất ngắn thôi. That's okay because we have a very big God. Cầu nguyện ngắn cũng không sao bởi vì chúng ta có một Đức Chúa Trời vô cùng vĩ đại. And we don't need to pray a very long prayer. Nên chúng ta không cần phải cầu nguyện dài dòng. We just know God loves each one of you. He loves you so much. Chúng tôi biết rõ rằng Đức Chúa Trời ngài yêu mỗi một chúng ta, ngài yêu chúng ta vô cùng. A big God, a loving God. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. And there's nothing He won't do for His children. Và không có điều gì mà Chúa không làm cho con cái của ngài. Amen. Thank you so much. That's right. Amen. Yeah. Amen. And I thank God that my wife was willing to come and travel with us. Many, many years we've been able to come to your nation. Thế tôi dâng lời tạ ơn Chúa bởi vì vợ của tôi đã đồng đi với tôi nhiều lần đến đất nước của quý vị. It's impossible to not be in love with the with Vietnam. Thế thì dường như là không thể nào mà không yêu Việt được. It's impossible to not love the Vietnamese. Không thể nào mà không yêu người Việt Nam được. It's impossible. Không thể nào mà không yêu được. To not be in love with you. Không thể nào mà không yêu quý vị được. Because your passion for God is so great. Bởi vì cái tấm lòng của quý vị dành cho Chúa vô cùng lớn lao. Hallelujah. 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 Praise God. Chúa. It's very real. Điều này nó rất là thật. You know our story. 30 years ago, we first came to Vietnam in the month of March. Thế quý vị biết rằng 30 năm về trước, 1990.
Vào cũng tháng 3 như thế này vào năm 1990 thì vợ chồng thì chúng tôi đã lần đầu tiên đến ở lại Việt Nam. Since that time till now, many difficult challenges to be a missionary with you. Thế kể từ thời điểm đó sẽ giờ được 30 năm, trong 30 năm đó có rất là nhiều những thách thức ở trong cái công trường hầu việc Chúa hay là đi đến ở tại đây với quý vị. In the beginning, many times the police would come and say you cannot gather and everybody run back to their hotel, run. Như thế này ở trong quá khứ chẳng hạn, trong những cái thời gian đầu tiên khi chúng tôi đến ấy, thì đa nhóm như thế này bắt đầu công an nó đến, công an họ ập vào và họ nói rằng không thể nào mà nhóm đông như thế này được, tất cả mọi người bắt đầu tản lạc hết và chúng tôi thì về khách sạn. In your country, I was attacked by the thieves. Many thieves attacked me on the motorcycle, and they steal my bag. Steal my bag. Rồi khi tôi ở tại đất nước của quý vị thì rất là nhiều lần tôi bị ăn cướp ấy. Nó tấn công khi mà tôi đang ở trên xe máy, tôi đeo ba lô như thế này và nó bắt đầu đục tôi. We're fighting, you know. Take my bag. Fight my bag. Tôi thì chiến đấu để tôi giữ lại cái ba lô của tôi. We are fighting, and I'm chasing. Là chúng tôi đánh nhau rồi còn đuổi nhau nữa để giữ, cố gắng là giữ cái ba lô của mình. I won't hurt you, no. I won't hurt you, no. I'm just saying. For 20 minutes, we have a big fight with a five member gang. My son. No, he. I have a big bag with video camera and my airplane ticket and many, many things. On the motorcycles, they come alongside in the traffic. Thế lúc đó tôi cùng với con trai của tôi đi ở trên đường thì tôi có một cái ba lô rất là lớn, trong đó có camera này, chụp hình, rồi có vé máy bay, có tất cả những cái thứ quan trọng ở trong đó. And, thì đi là có many of my preaching notes, all my preaching stuff. Rồi bên cạnh đó là trong cái ba lô của tôi còn có tất cả những cái dàn bài mà tôi sẽ giảng ở trong cái đợt đó nữa. Thế thì đi bên cạnh là có 5 cái người mà ăn cướp á, họ đi bên cạnh và họ dựng ba lô của tôi. And for 20 minutes we chase them on the other motorcycles, we chase after them trying to catch them, you know. Thế trong 20 phút con của tôi với tôi chạy cái xe máy để đuổi theo. And so, we mấy cái người ăn cướp kia để cố gắng mà dừng lại cái túi. In the end, I keep half of the things in my bag. I keep the cameras and all that, and they take my airplane tickets and 50-50, never mind. Nhưng mà đến cuối cùng á, thì sau cái cuộc mà đuổi như vậy đó, thì tôi lấy lại được 50% thứ ở trong ba lô của tôi, còn 50% chúng nó lấy mất. Thế thì trong cái thứ mà tôi lấy lại được thì có camera, rồi một số tài liệu, nhưng mà tôi mất vé máy bay, mất một nửa. I lose things, but I never lose my joy. Thì tôi có thể mất một thứ gì đó, nhưng mà niềm vui thì tôi không bao giờ đánh mất. Hallelujah. 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 Praise God. Cảm ơn Chúa. And even if we have story like this, we still in love with Vietnam. Mặc dù chúng tôi phải đối diện với những cái tình huống như thế, nhưng mà chúng tôi vẫn rất là yêu đất nước Việt Nam này. Hallelujah. Hallelujah. And sometimes we go in the faraway woods out in the province to preach the gospel with you. Đôi khi thì chúng tôi phải đi vào những cái khu vực rất là xa xôi, đi lên trên rừng để mà chia sẻ lời Chúa với anh chị em Việt Nam tại đó. And we live in the hammock behind the tree, you know. Rồi chúng tôi nằm ở trên võng, chúng tôi giăng võng ở giữa hai cái cây và nằm ở trên võng. Yeah, right. Same. And because I think they like the mosquitoes love me too much. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bởi vì muỗi ở Việt Nam nó yêu tôi quá. Thế nó mua vào tôi, mua đầy luôn. They love me too much. Phải nói là muỗi nó yêu tôi vô cùng. We're trying to preach the gospel. Có lẽ là tại vì tôi giảng phúc âm. Jesus name. And you go to the Bible. Go. Thế đi vào trong chỗ để giảng kinh thánh rồi mà muỗi nó vẫn đu theo. After 1 week, I think the Vietnamese mosquitoes are really bad mosquitoes. Thế thì sau một tuần thì tôi nghĩ rằng, muỗi ở Việt Nam này tệ vô cùng. You know, when a mosquito is born, before it can fly, it must go to Bible school. Thế tôi nghĩ là như thế này, nếu mà con muỗi nó mới sinh ra thì trước khi nó biết bay nó phải vào trong trường kinh thánh. And Satan is the teacher of all the mosquitoes. Mà Satan á, nó là thầy của tất cả cái đám muỗi đó. And when they are babies, he teaches them his number one lesson. Thế thì khi những cái đám muỗi đó nó còn nhỏ, nó mới sinh ra thì Satan dạy chúng nó một cái bài học đầu tiên. Suck blood, suck blood, suck blood, suck blood, phải hút máu, phải hút máu, phải hút máu.
Okay. Tôi giỡn thôi nhỉ. Kể you're, chuyện vui. You're allowed to laugh, okay? Nếu quý vị muốn cười thì cứ cười. How many of us like the mosquitoes? Có bao nhiêu người trong chúng ta đây chúng ta thích muỗi nào? No, we hate the mosquitoes. We hate the mosquitoes. Chúng ta đều ghét muỗi phải không ạ? After 1 week, the mosquitoes ate me so much, I look like I have measles, chickenpox. Thế thì sau một tuần ở tại đó, vì muỗi đã cắn tôi nhiều quá, cho nên là nhìn thân thể của tôi nó giống như là bị bệnh đầu gì, đậu, thủy đậu á. Everywhere. So I think I will come back to Ho Chi Minh. I will go to the pharmacy. Maybe I will find something that can help me. Thế tôi mới nghĩ như thế này. Thôi sau cái kỳ này mình sẽ về thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó mình sẽ đi nhà thuốc thì có thể nhà thuốc bác sĩ dược sĩ có thể cho tôi một cái toa thuốc nào đó giúp đỡ cho tôi. When I come back to Ho Chi Minh, I go to the pharmacy and say, help me. Please. Khi mà tôi về thành phố Hồ Chí Minh, tôi đi vào nhà thuốc và tôi nói là thuốc cảm ơn giúp đỡ cho tôi với. She doesn't speak English. I don't speak Vietnamese. Nhưng mà cái người bán thuốc thì không nói tiếng Anh, tôi thì chẳng biết nói tiếng Việt. She said, What wrong? Thế người ta mới hỏi chuyện gì xảy ra với ông đấy? Mosquito. Thì tôi nói là muỗi nó cắn tôi. She does not know the word mosquito. Nhưng mà cái cô đó cô không biết cái chữ muỗi là gì. Cô không biết cái thằng muỗi. What do you have for everywhere itching? Oh, you have. Thế thì tôi mới cố gắng tôi giải thích như thế này. Bây giờ tôi ngứa chỗ nào cũng ngứa. Thế có cái thuốc gì cho tôi không? She going further away like this. Thế thì cái cô kia cô mới lùi xa tôi. Cô lùi xa tôi như thế này. So finally I say, what do you have for this? Thế cuối cùng thì tôi mới nói rằng thế thì bây giờ cô có cái gì cho cái này? Tôi mới kéo cái quần tôi lên tí, kéo ông chân lên. So what do you have for this? Tôi mới nói thế ông, bây giờ cô có cái gì cho cái chân của tôi không? And everywhere looks from the bites of the mosquito, right? Thế thì nguyên cả cái hai cái chân của tôi toàn là những nốt muỗi cắn. You know what she said? Thưa quý vị biết là cô nói gì không? She said, we have nothing in English. Then she says in English, perfect English. Thế thì cô này, cô nói câu này bằng tiếng Anh này. We have nothing. Chúng tôi không có gì cho cái đó cả. Because you have AIDS. Bởi vì ông là bị bệnh HIV rồi. Funny, right? A little bit funny. Rất là mắc cười phải không ạ? But only reason I tell you these stories. Nhưng cái lý do khiến cho tôi kể câu chuyện này cho quý vị. Is the thieves cannot stop us from loving Vietnam? Bởi vì những cái kẻ ăn cắp ở trên đường, trộm cắp trên đường, nó không thể nào ngăn cản chúng tôi khỏi cái tình yêu dành cho Việt Nam. The mosquitoes cannot stop us. Và muỗi cũng không thể nào ngăn cản được tình yêu chúng tôi dành cho Việt Nam. Because your love for Jesus is so great. Vì cớ tình yêu quý vị dành cho Chúa Giêsu thật là lớn lao. Hallelujah. And you are unstoppable. Quý vị là những người mà không ai có thể ngăn cản được. Look at you, say neighbor, you are unstoppable. Chúng ta quay sang người ngồi bên cạnh chúng ta và chúng ta nói rằng anh chị là người mà không ai có thể ngăn cản được. Muỗi không ngăn cản được chúng ta, chẳng điều gì có thể ngăn cản được chúng ta. Lời khen Chúa. Hallelujah. Everybody say wow. Tất cả chúng ta nói wow, cái này cái này. Wow. Let's say it with our shoulders. Bây giờ nói là phải dùng cả ngôn ngữ thân thể luôn nha. Hallelujah. Unstoppable. Quý vị là những người không thể ngăn cản được. How many of you enjoyed the worship again? Có bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy vui thích trong sự thờ phượng Chúa ngày hôm nay ạ? Unbelievable, unstoppable. Đó là điều mà chúng ta thấy dường như không thể tin được. Chúng ta là những con người không thể ngăn cản. Awesome. Là con người rất tuyệt vời. Awesome. Yeah. You know what I say? My wife and I, when we come to Vietnam and see the worship, we say heaven has already started right here. Thế quý vị biết là khi mà should we use the regular mics? Yeah, thank you. We say that heaven has actually started already right here. Yeah. As you think about the worship today,
Thế thì khi mà vợ chồng của chúng tôi đến ở tại đây, đến ở tại Việt Nam, thì vợ chồng chúng tôi nói như thế này: thiên đàng đã được bắt đầu ở trên đất này ngay ở tại đây. Amen. Amen. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa. Mà hôm nay chúng ta vừa mới thờ phượng Chúa thì chúng ta thấy rằng đó chính là khởi đầu của thiên đàng trên đất. Chúng ta hiểu không ạ? Tôi không biết là quý vị có hiểu không, nhưng mà quý vị không phản ứng thì tôi sẽ nhắc lại thêm một lần nữa. When we get to heaven, every day we will be worshiping God just like we were worshiping God here. Thế thì khi chúng ta về thiên đàng với Chúa, mỗi một ngày chúng ta đều thờ phượng Chúa giống như là buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã làm. Day and night we'll be worshiping. Cả ngày lẫn đêm chúng ta đều thờ phượng Chúa. And the way you are worshiping, it's as if heaven has already started right here in your room. Và cái cách mà chúng ta thờ phượng Chúa buổi sáng ngày hôm nay giống như là thiên đàng đã được mang xuống ở trên đất này. But also the Antichrist has already started. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng Antichrist thì nó cũng đã được bắt đầu, kẻ chống lại Chúa. And that's why when Pastor Moses was telling us about the locusts and the earthquake and all the trouble. Chính vì thế buổi sáng hôm nay khi mà một sư phụ nói với chúng ta về bệnh tật, về virus này, về động đất này, về cao cao này, those are the things of the devil. Tất cả những điều đó đều đến từ ma quỷ. But never mind, we have the Bible, the Word of God. Nhưng mà chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta có lời của Chúa. My wife wants you to, for homework assignment, you must all read Matthew chapter 24. Thế vợ tôi muốn cho chúng ta một bài tập về nhà. Là bài tập về nhà của chúng ta phải đọc Matthew đoạn 24. Chúng ta viết xuống đi, viết xuống để về nhà làm bài tập chứ. Chúng ta không cần phải đọc Matthew 24 bây giờ đâu. Về nhà chúng ta hãy đọc, vì đó là bài tập về nhà. You don't have to look now, never mind. Bây giờ thì không cần đọc. But in that verse, the disciples are asking Jesus, what will we see before you return? Nhưng mà trong cái phần Kinh Thánh đó thì các môn đồ đến với Chúa Giêsu và hỏi rằng có dấu hiệu nào cho chúng con nhìn biết rằng cái kỳ mà Chúa, kỳ tận thế sắp đến không? He said, number one, the men's hearts would be failing because of fear. Thế cái điều đầu tiên mà Chúa Giêsu nói đó là lòng của con người á sẽ bắt đầu nguội lạnh dần và cái sự sợ hãi sẽ đến. And Pastor Moses just told us the story of all the people in San Francisco. Everyone's afraid. Thế buổi sáng hôm nay một sư phụ nói về câu chuyện khi một sư đến ở tại sân bay ở nước Mỹ thì tất cả mọi người đều sợ. And we see that fear is increasing now. Và chúng ta thấy rằng sự sợ hãi thì nó đang gia tăng ở khắp nơi trên thế giới. But that's why Jesus said, "Do not be afraid." Nhưng mà điều Chúa Giêsu nói với chúng ta thì Ngài nói như thế này: đừng sợ hãi. No fear. Đừng sợ gì cả. The promise of Psalm 91 will rescue us. Bởi vì lời hứa trong Thi Thiên 91 sẽ giải cứu chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. So we must be careful with the clock. I'm going to move your table a little. Is that okay? Yeah, right there. We're going to pray and let's ask God's anointing to come on us very quickly. Thế lát nữa chúng ta sẽ cầu nguyện và chúng ta xin sự sức dầu của Chúa đến. And I have two messages that I want you to hear. Thế buổi sáng ngày hôm nay, tôi có hai sứ điệp mà tôi muốn chúng ta lắng nghe. It will be short, so don't worry. Và những sứ điệp này rất là ngắn thôi, nhưng quý vị đừng có lo. Okay. Sau khi giảng hai sứ điệp này thì chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho quý vị. Does everyone remember the story about Grandpa? Thế có ai trong chúng ta nhớ câu chuyện mà tôi kể về ông ngoại ngày hôm qua không? Nhớ không? Ông ngoại mà ông ấy ngủ, ông ấy ngáy ở trong cái giờ nhóm ấy. Look at your neighbor and say, I don't give you permission to fall asleep like Grandpa. Chúng ta quay sang người bên cạnh chúng ta nói rằng, này, tôi không cho phép anh chị ngủ giống như là ông ngoại đâu nha. Permission.
second, baby. Yeah. Listen, what's important is, listen, friends, I want to say your dedication and your consecration to the Lord. Thế thì tôi muốn nói về cái sự tận hiến, về cái tấm lòng của chúng ta với Chúa. Yes, you are so faithful to Jesus Christ. Quý vị là những người trung tín với Chúa Giêsu. That's why you're here. Đó là lý do tại sao quý vị có mặt ở tại đây. God is watching. Đức Chúa Trời ngài đang dõi theo chúng ta. There are only three kinds of people in the world. Trên thế giới này chỉ có ba loại người thôi. Please write. Chúng ta nếu mà cần chúng ta có thể viết xuống này. There ai mà có tập ấy chúng ta viết xuống. Pioneers. They're pioneer. Yeah, and then settler. And museum keeper. A museum keeper like that. You think about that. Yeah. That's correct. Settler. The settler means the one who, the pioneer makes the road and goes out in the rough place. The settler comes and just builds his house and stays. They settle comfortable, yeah. And then the museum keeper, he stays and takes care of all the old things, Thế thì có ba trên thế giới này thì chỉ có ba cái loại người thôi. Cái loại người đầu tiên ấy, cái nhóm người đầu tiên á là nhóm mở đường, luôn luôn là những người tiên phong đi trước mở đường. Cái nhóm thứ hai á là cái nhóm mà chúng ta có thể gọi là định cư, có nghĩa là sau khi người khác mở đường rồi á thì mình tới, mình xây nhà, mình ở chỗ đó thôi, chứ mình không có làm gì hết. Thế còn cái nhóm thứ ba ấy, đó là cái nhóm mà gọi là giữ bảo tàng, có nghĩa là những người chỉ có ngồi canh giữ bảo tàng thôi. So each one of us is in one of those groups. Thế mỗi một người trong chúng ta sẽ phải thuộc về một trong ba nhóm đó. You are either a pioneer, hoặc là chúng ta là người mở đường, or one that settles, a settler, hoặc chúng ta sẽ là những người mà chỉ muốn được định cư ổn định ở một chỗ, or you are a museum keeper, hoặc là chúng ta chỉ là những cái người mà ở để giữ đồ thôi. Okay. What is a museum keeper? Vậy thì cái người mà giữ bảo tàng là gì? Người canh giữ bảo tàng là gì? The museum keeper doesn't want to try anything new. They just want to dust off the things that are in the museum. Người canh giữ bảo tàng là người không muốn làm điều gì mới cả, chỉ muốn là mỗi một ngày đi quét bụi ở trên bảo tàng thôi, ở trong bảo tàng thôi. They just want to dust off the old picture. Muốn quét bụi ra khỏi những cái bức tranh cũ. And take care of the old things. Và họ chỉ muốn chăm sóc những cái thứ cũ kỹ thôi. The settler just wants to be safe and does not want to take a chance. Còn cái nhóm người thứ hai là cái nhóm mà muốn ổn định ấy, muốn định cư đấy, thì cái nhóm đó ấy, chỉ muốn là mình ở một chỗ rồi đời sống của mình là nó thoải mái. But the pioneer is constantly going into new territory. Nhưng mà những người mở đường đó là những người đi ra mở những cái vùng lãnh thổ khác. Willing to take big risk. Sẵn sàng chịu những hiểm nguy. And never be calm. Always go. Và đó là những người mà họ không bao giờ họ dừng lại, họ luôn luôn đi cho Chúa Giêsu. Do we have any pioneers here? Thế tôi hỏi thăm chúng ta có ai là những người mở đường ở tại đây không ạ? Có ai mở đường không? Come on, pioneers, right? Những người mở đường đâu? Giơ tay lên tôi coi nào. Okay, our message is that you cannot serve, you cannot find your own calling. You don't always find your own calling until we serve the calling of someone else. Thế thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều như thế này. Chúng ta không thể nào mà chúng ta tìm được sự kêu gọi cho riêng mình cho đến khi mà chúng ta hỗ trợ sự kêu gọi của người khác. Let me repeat. You can never find God's call in your life until you first serve the calling of someone else. Tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta không thể nào tìm được sự kêu gọi cho riêng mình cho đến khi chúng ta hỗ trợ, chúng ta phục vụ cho sự kêu gọi của người khác. Hallelujah. Hallelujah. Our story is about Elisha and Elijah. Thì chúng ta có biết câu chuyện về ông Eli và ông Elise không ạ? Who was older, Elijah or Elisha? Cái người nào là người lớn tuổi hơn, ông Eli hay ông Elise? And that's right, okay. And so who was the younger? Thế thì ai là người nhỏ tuổi hơn? That's right. And listen, the whole story about the younger was a test to see if he would be faithful to serve the older. Thế chúng ta thấy những câu chuyện mà nói về những người trẻ tuổi thì họ phải trải qua những thử thách để coi rằng
họ có trung tín, họ có phục vụ cái người lớn tuổi kia hơn không? Praise God. Ngợi khen Chúa. I said praise God. Tôi nói ngợi khen Chúa. Hallelujah. Amen. So we say you will never find your own vision for the ministry until you first serve the mission, the vision of another. Thế thì chúng ta cũng có thể nói như thế này, chúng ta không bao giờ nhận được khải tượng riêng cho chức vụ của mình cho đến khi chúng ta phục vụ và chúng ta hỗ trợ cho khải tượng của người khác. Praise God. Ngợi khen Chúa. And what was the test of Elisha? Vậy thì chúng ta thấy rằng cái thử thách nào mà ông Elisha ông đã phải đối diện? Would he stay faithful? Would he never leave? Or would he follow the vision of the older minister? Cái thử thách mà ông phải đối diện đó là ông ấy có trung tín không? Ông có đi theo cái người mà thầy của ông hay không cho đến cuối cùng? The more that Elisha stayed around the older minister and just served, the more he learned. Thì chúng ta thấy rằng Elisha càng ở gần với thầy của mình bao nhiêu, càng dành thời gian đi cùng với ông ấy, phục vụ ông ấy thì ông ấy học được nhiều hơn. Amen. Amen. How many of you want to be leaders? How many of you want to be leaders? Bao nhiêu người trong chúng ta tại đây muốn trở thành người lãnh đạo? Chúng ta giơ tay tôi này. Ai muốn trở thành người lãnh đạo giơ tay tôi này. Rồi cảm ơn quý vị đã tay xuống. Okay, write this down. Leadership starts with serving. Thế tôi muốn nói với quý vị như này, lãnh đạo bắt đầu bằng sự phục vụ. Leadership starts by serving. Lãnh đạo bắt đầu bằng sự phục vụ. Praise God. Vậy khen Chúa. In the story of Elisha and Elijah. Trong câu chuyện về Elisha và Eli. He asked for twice as much anointing as what the older one has. Thì ông Elisha này, ông ấy xin cái sự sức đầu gấp đôi so với thầy của mình. He said, I will give it to you if you can pass the test. Thế thì ông Eli ông ấy nói rằng, ta sẽ cho con sẽ nhận được cái điều con cầu xin nếu như con vượt qua được cái sự thử thách này. If you see me when I go to heaven. Đó, nếu như mà con nhìn thấy ta khi ta được cất lên. Then I'll give you double anointing. Thì lúc đó ta sẽ cho con sự sức đầu gấp đôi. So what was the test of the younger one? Vậy thì cái sự thử thách mà cái người trẻ tuổi hơn nhận được là gì? How close would he stay and how close would he follow and serve? Đó là cái người trẻ tuổi hơn này đi gần đến thầy của mình, đi chung với thầy của mình, trung tín với thầy của mình như thế nào? Right? Đúng không ạ? Right? Đúng không ạ? Right? Yeah. So what happened the day that Elijah was going to go to heaven? What happened? Vậy thì cái ngày mà ông tiên tri Eli ông về trời thì chuyện gì đã xảy ra? Many of the Christian leaders knew Elijah was going to heaven. Thì có rất là nhiều những tiên tri ở trong thời điểm đó hay nói là họ là những người lãnh đạo đấy thì họ biết rằng ngày hôm nay ông Eli này ông sẽ được cất lên, ông sẽ về trời. Just like today, many Christians you meet, they will know, oh, did you know Jesus is coming back? Blah 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 blah. Cũng giống như là ngày hôm nay nhiều người lãnh đạo nói với chúng ta như này. Ồ, tôi biết là Chúa Giêsu ngày quay trở lại, ngày mà ngày quay trở lại. Maybe they say, did you hear the prophecy? Oh, there's a prophecy and the prophecy and prophecy. Thế họ nói như thế này, anh chị có từng nghe thấy cái lời tiên tri này không, lời tiên tri kia không? In our same story, there were many Bible students, but most of them were distracted. They were not dedicated like Elisha. They were distracted. Thế chúng ta thấy rằng trong câu chuyện của Eli và Elisha đấy thì cũng có rất là nhiều những người mà đang học làm tiên tri đấy thì những người đó họ biết về câu chuyện Eli sẽ được cất lên trời nhưng mà họ chẳng quan tâm gì đến, chẳng chú ý gì đến. Maybe they were playing on their cell phones all the time. Có thể là tại vì họ dành thời gian trên điện thoại nhiều quá. Playing games on their phone all the time. Lên điện thoại chỉ chơi game thôi. Right? Đúng không ạ? Video games? Chơi Angry Bird. Oh, Angry Bird. They're playing Angry Birds. Lên điện thoại chỉ chơi Angry Birds thôi. I don't know. Tôi thì không biết trò này. But here's what we know. Nhưng mà có một cái thứ mà chúng ta đều biết. What was the final exam of Elisha? Đó là cái thử thách cuối cùng của Elisha là gì? How many of you like it when you have an exam at school? Có bao nhiêu người trong chúng ta khi được giao bài tập về nhà chúng ta cảm thấy thích? Does anyone like it? Có ai thích không? No, not really. They don't like it. They like it. Well, they do. You do like it. Well, okay. Có một số người thích hả? Well, that's amazing. But the final examination for the younger was to see if he would stay when he was told not to stay.
thì chúng ta thấy rằng cái bài tập hay là cái sự thử thách dành cho cái người trẻ tuổi đó là Elise, đó là coi rằng ông này, ông ấy cứ tiếp tục bám theo thầy của mình mặc dù người khác nói rằng đừng có đi theo thầy của ông làm gì. So the older one wakes up that day, Elijah, and he saw the younger one. Thế buổi sáng hôm đó ông Eli ông thức dậy và ông nhìn thấy Elise. Said, you've been very good to serve me. Thì ông mới nói như này, ngươi đã phục vụ ta rất là tốt rồi. Thank you very much. Ta cảm ơn rất nhiều. You're a very nice person. Ngươi là một người rất là dễ thương. But I'm going to another town today. Nhưng mà ngày hôm nay ta sẽ đi qua một thành khác. You don't have to come. Mà ngươi không cần phải đi theo ta nữa. I'm going to Bethel. I'm going to a town called Bethel. Ta đi đến một cái thành gọi là Bethel. And I have a lot of things to do. Mà ta có rất là nhiều thứ ta cần phải làm ở đó. And I don't need you today. Mà ngày hôm nay là ta không cần con đi với ta nữa. So just stay here. Chị con ở đây đi. And talk to the people who are playing with Angry Birds. Và con có thể nói với những người mà họ cứ dành thời gian chơi điện thoại trên cái trò chơi Angry Birds trên điện thoại. In other words, he said, never mind, always following me so close, just stay home. Hay nói với cái khác, ông Eli ông nói như này, con không cần phải đi gần đến ta, không cần phải theo sát ta làm cái gì, cứ ở nhà thôi cũng được. I have important ministry and I don't need your help today. Bởi vì ta có một chức vụ vô cùng quan trọng mà ngày hôm nay ta không cần đến con. And what did the younger person say? Thế thì cái người trẻ tuổi hơn là ông Elise ông nói. What did he say? Ông nói cái gì? What did Elisha say? Ông Elise ông nói gì ạ? He said no. Ông nói là không. No. Không. No. Không. I don't stay home. Con sẽ không ở nhà. I follow you. Con đã tìm thấy thầy rồi. Wherever you go. Con sẽ đi theo thầy bất cứ nơi nào thầy đi. Whatever you need. Con sẽ đi theo bất cứ nơi nào thầy đi. I serve you. Con sẽ đi theo thầy, con sẽ phục vụ thầy. He said that, right? Ông Elise ông nói vậy phải không ạ? He said that one time he was told to stay home. Thế một lần thì ông thầy đã nói là bây giờ con ở nhà đi. They walk about 5 kilometers. Thế sau khi họ đi bộ tầm khoảng 5 km. And the old one says to the young one, you know what? It's very late. You can go home. I don't need you anymore. Thế thì ông thầy ông lại quay sang ông nói như này, thôi con đi về đi. Trễ lắm rồi, ta không cần con nữa. So the sun's very hot day. Why don't you go home and rest? Ngày hôm nay trời nắng lắm, thôi con đi về đi, con nghỉ ngơi đi, ta không cần con đâu. No, never mind if it's hot. Thế ông Elise ông nói rằng không sao, con nóng cũng không sao. I stay with you. Con sẽ đi theo thầy. Three times in the same day, he was told to go home. Thế thì trong cùng một ngày 3 lần như vậy, ông thầy nói với Elise như này, thôi con đi về nhà đi. And 3 times, what does he say? Cả 3 lần ông Elise đều nói gì ạ? Never mind. Con nói không sao. Never mind. Không sao cả. Never mind the comfortable life. Không sao cả, cái đời sống thoải mái kia con không cần. I choose to serve you. Con lựa chọn để phục vụ thầy. And he continued to stay with him. Thế là ông Elise cứ tiếp tục đi theo thầy của mình. Even though he was told to go home 3 times. Mặc dù thầy nói mình là đi về 3 lần, hay là nói với các bạn đuổi về 3 lần. He said, "No, I will not leave you." Nhưng mà Elise nói như này, con sẽ không rời bỏ thầy đâu. And if you want to find your you have to say the same thing. Vậy thì nếu như quý vị muốn tìm thấy sự kêu gọi cho cuộc đời của chính mình thì quý vị cũng phải giống như Elise vậy. Amen. Amen. Praise God. Vậy khen Chúa. Now listen, when you start to follow the Lord, that's when the devil will fight you the most. Thế thì khi mà chúng ta bắt đầu đi theo Chúa, đó là thời điểm mà ma quỷ đã tấn công đời sống của chúng ta nhiều nhất. Praise God. Vậy khen Chúa. Please write this in your notes. Tôi muốn chúng ta viết xuống ở trong tập của chúng ta. Whenever you start a new mission, khi chúng ta bắt đầu một cái chức vụ mới, or new adventure, hoặc là bắt đầu một cái cuộc hành trình mới, that's when the devil fights you the most. Đó chính là cái thời điểm mà ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta nhiều nhất. You understand? Chúng ta hiểu những gì tôi nói không ạ? The devil fights you the hardest at the beginning. Ma quỷ nó tấn công chúng ta nhiều nhất vào cái thời điểm khởi đầu của chúng ta. Just when you get started, that's when the devil fights you the most. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu một cái điều gì đó, thì đó là cái thời điểm cho nó tấn công. Right, praise God. Ngợi khen Chúa. He fights you the most in the beginning because he knows it's the easiest to stop you in the beginning. Nó tấn công chúng ta nhiều nhất vào cái lúc khởi đầu bởi vì nó biết rằng nếu mà nó tấn công nhiều thì nó sẽ có thể ngăn cản chúng ta. I'm going to tell you a story, but before I do, I should just pray. Tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện, nhưng mà trước khi chúng ta nghe câu chuyện này thì tôi muốn cầu nguyện. Let's just ask God's blessing as we continue. Chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta tiếp tục. Father in heaven, we come before you in the name of Jesus. Lạy Cha thiên thượng, chúng con đến trước mặt Ngài trong danh của Chúa Giêsu. And Father, we thank you for the word of God. Lạy Cha ơi, chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Ngài.
Thank you for a great anointing on my sister Mai and myself as we share the word of God. Cảm ơn Chúa vì sự sức dầu của Ngài đến trên con, đến trên người thông điệp của chúng con khi chúng con cùng nhau chia sẻ lời của Chúa. Teach us how to serve another person so we can find our own ministry. Xin Chúa dạy chúng con biết cách để phục vụ người khác, giúp đỡ người khác để rồi chúng con có thể có chức vụ của riêng mình. In Jesus' name. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lạy Thiên Chúa. Thank you. So that's so nice. Yes, thank you. So for sis, for my wife and I, for sis Menorah and I, vợ chồng của chúng tôi, in the beginning when we came to the Philippines, 1986. Năm 1986 khi mà lần đầu tiên vợ chồng chúng tôi đến ở tại Philippines. I remember I tell you the devil was lying to me. You have too many children. You have too many children. You have too many children. Thưa quý vị nhớ em qua tôi nói với quý vị về cái câu chuyện mà ma quỷ luôn luôn nói dối tôi, nói với tôi rằng á, ông có nhiều con quá, nhiều con quá, nhiều con quá. But do we listen to the devil? Nhưng mà chúng ta có nên lắng nghe những gì ma quỷ nói không ạ? Never mind. Đừng có quan tâm gì đến nó. So we come to the Philippines in 1986, but the first year we arrive in Asia, everything goes wrong. Thế thì năm 1986, năm đầu tiên khi chúng tôi đến ở tại Philippines, năm đầu tiên trong chức vụ của chúng tôi tại châu Á, mọi thứ nó đều lộn xộn. So many problems. Có rất nhiều nan đề. We washed our clothes, we put them on the line to dry behind our house. Sau khi chúng tôi giặt đồ thì chúng tôi phơi đồ. We come in the afternoon looking for our clothes. Thế buổi chiều chúng tôi đi ra chúng tôi tìm quần áo khô. And the thieves have stolen all of our clothes. Nhưng mà có ai đó đã trộm hết sạch đồ của chúng tôi rồi. Steal everything. Lấy tất cả, lấy trộm tất cả quần áo của chúng tôi. Pants. Thậm chí là cả quần nữa. Now we don't have so many clothes. Thế thì chúng tôi không còn nhiều quần áo nữa để mặc. And at night, the place we live, many times the thieves in the Philippines would come on our house trying to break in the door and steal everything we own. Thế nhiều lần vào buổi tối như vậy thì kẻ trộm nó cũng đến, nó phá cửa để nó vào, nó ăn trộm đồ trong nhà của chúng tôi. We had so many problems. Chúng tôi gặp rất là nhiều nan đề. Everything went wrong. Dường như là mọi thứ nó đều sai trật cả. We started with a small amount of money for our family. Chúng tôi bắt đầu với một số tiền rất là nhỏ cho gia đình của chúng tôi. And the people that said they would send the money to us. Rồi có những người hứa rằng họ sẽ gửi tiền cho chúng tôi. So we could buy rice and food. Rồi chúng tôi có thể mua gạo, mua đồ ăn cho gia đình của mình. They forgot to send the money. Thế nhưng mà những người đó cũng hoàn lại quên không có gửi tiền. They forgot 1 month, 2 months, 3 months. They forgot. Họ quên không phải 1 tháng, 2 tháng mà quên đến cả 3 tháng luôn. And every time they forget, the electric company would come, and I could not pay my bill, so they want to cut off the fan. Khi mà họ quên gửi tiền như vậy á, thì công ty điện á đến công ty điện lực đến bởi vì tôi không có tiền để trả tiền điện cho nên họ cắt điện. And they said, you are a nice missionary, but you don't pay your bills, so we cut the wire. Thế họ mới nói rằng mặc dù ông là một giáo sĩ rất là tốt, rất là dễ thương, nhưng mà vì ông không trả tiền điện cho nên chúng tôi bắt buộc phải cắt điện nhà ông. Please, I'm begging. No, please. Tôi năn nỉ người ta, tôi làm ơn đừng có cắt điện nhà tôi. The testing for our family was very great in the beginning. Thế tôi có thể nói như thế này, cái thử thách đối với gia đình của chúng tôi khi chúng tôi mới khởi đầu đến ở tại châu Á nó vô cùng khó khăn. We said the devil fights you the hardest at the beginning. Đó là lý do tại sao tôi nói với quý vị đó là ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta nhiều nhất vào cái lúc chúng ta mới khởi đầu. And then the visa, the government says now you must pay for your visas. Thế sau đó thì chính quyền mới nói như thế này, bây giờ anh chị là người nước ngoài ở tại đây thì chị phải trả tiền visa. And because you have so many children, you must pay $1,000. Mà vì anh chị có nhiều con quá cho nên phải trả $1,000. $1,000, why so much? Chúng tôi mới nói $1,000 à, sao nhiều thế? Because you're a very stupid man, you have so many children. Thế họ nói bởi vì ông là một người ngu ngốc, ông có nhiều con làm gì? Same devil, right? Cũng một cái con quỷ đó thôi. Now we are in trouble. Thế chúng tôi đúng là phải đối diện với nan đề thật. No money for the electricity. Không có tiền trả cho tiền điện. Very little money for the food. Tiền để dùng cho ăn uống thì cũng rất là một số tiền rất là nhỏ. Very difficult situation. Phải đối diện với hoàn cảnh vô cùng khó khăn. And now the government said you cannot stay here unless you go find $1,000. Và bây giờ chính quyền nói như này, anh chị không thể nào, gia đình anh chị không thể nào ở đất nước này cho đến khi anh chị
tìm được 1.000 đô để trả cho cái tiền visa. So this is 1986. Đây là câu chuyện diễn ra vào năm 1986. Back then, 1,000 would be like 5,000 today or something. Thời điểm đó, 1.000 đô là bằng cỡ 5.000 đô trong thời hiện tại của chúng ta. And this was before the day of email and before the day of mobile phone. Và năm 1986 thì cũng chưa có email, cũng chưa có điện thoại thông minh, không có hình thức gửi tin nhắn gì. And the only way people could help us is calling us on old landline phone. Và cách duy nhất để người ta có thể liên lạc với chúng tôi đó là gọi trên điện thoại bàn. So the only thing we knew to do was pray and ask our friends in America, does anyone have some money to help us with the visa? Thế thì cái người duy nhất mà chúng tôi có thể liên hệ đó là một người bạn của chúng tôi ở tại Mỹ. Chúng tôi mới gọi điện và nói rằng anh chị có kiếm được cái người nào có thể hỗ trợ chúng tôi về cái tiền visa hay không? Sister Minora writes newsletters. She's very good. And she sends out help, help. We need, who can help us with $1,000 for visa? I like a letter, my letter, yeah. So people know we are in trouble. Vợ của tôi là một người rất là giỏi trong cái việc mà viết một cái thư giống như là làm một cái tờ mà nói về cái chức vụ hiện tại của mình và có cái lời kêu gọi để mà xin sự hỗ trợ từ bên kia. Thì vợ của tôi viết một cái thư và nói rằng hội thánh nào đó hoặc có một ai đó được đụng chạm xin hãy giúp đỡ chúng tôi trong cái vấn đề visa. And so we were having trouble for sure. Trong thời điểm đó chúng tôi thực sự là gặp rất là nhiều khó khăn. It seemed like the devil wanted to kick us out of that country so we couldn't come here. Và dường như là ma quỷ đã muốn đá chúng tôi ra khỏi đất nước đó và để cho chúng tôi không thể nào chúng tôi đến ở tại đó được. But we prayed and we said never mind, someone will call us on the phone and someone will send the money. Nhưng mà chúng tôi nói là không sao cả, sẽ có người gọi điện cho chúng tôi và sẽ có người gửi tiền cho chúng tôi. So my children were small and all the neighborhood children, they want to know their telephone number. Thế thì con cái của chúng tôi lúc đó nó còn rất là nhỏ và những đứa trẻ xung quanh ấy thì đều muốn xin số điện thoại của chúng tôi, xin số điện thoại của con cái chúng tôi đấy. So my children give the number to all the children and they pass it to all the little children in the neighborhood. Thế thì con cái của chúng tôi nó mới biết số điện thoại của chúng tôi xuống và nó cho tất cả những đứa trẻ ở xung quanh cái khu vực đó, tại vì nó muốn xin số điện thoại của nhau mà. And the little children think it's a cute joke. They will call on the phone and say. Và lúc đó thì con nít nó mắc cười lắm, nó muốn gọi điện cho nhau, nó gọi điện nó bấm số thì nó đơn giản nó chỉ cười ha 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 thôi. They don't speak English. Tất nhiên mà chúng nó không nói tiếng Anh. So the number went all around the neighborhood. Everyone has our telephone. Thế thì cái số điện thoại của chúng tôi á là khắp hàng xóm chỗ nào người ta cũng có. And all the children think it's a very big joke to call the missionary family. Những đứa trẻ trong khu vực đó thì nó nghĩ rằng đó là một cái trò chơi rất là vui nếu mà chúng nó gọi điện đến nhà của một giáo sĩ và cười. But for my wife and I, when we hear the phone, we think, yes, someone is calling from America to send us the money. Thế nhưng mà với vợ chồng tôi, mỗi khi điện thoại rung lên thì vợ chồng tôi mới nói, oh yeah, thế là có người gọi điện từ Mỹ để mà gửi tiền cho chúng tôi đây. So every time the phone is ringing, thế mỗi khi điện thoại nó rung lên, I run over to the phone. Tôi vội vàng tôi chạy đến chỗ điện thoại. Yes, hello. Tôi yes, bắt yes, hello. Vâng, hello. No one says anything. Không ai nói gì cả. I just hear the little breathing. Tôi nghe thấy một cái tiếng thở rất là nhẹ. Who are you? Tôi mới hỏi như này chứ. Ai đấy? Who's calling? Who's calling, please? Ai đang gọi điện cho tôi đấy? And the voice starts to laugh. Và bắt đầu có một cái giọng cười cất lên. And I get angry. Đó thì tôi nổi giận. And I ask my children, did you give this telephone number to the other kids? Thế là tôi mới lôi các con tôi lại hỏi rằng, có phải các con đã cho số điện thoại nhà mình cho những đứa trẻ xung quanh không? Yes. Thế từ đó mới nói vâng. And they pass to all the neighborhood. Và chúng nó nói rằng chúng nó đã mang số điện thoại của chúng tôi trao cho tất cả những đứa trẻ trong khu vực. This story a little bit funny, but we were in trouble. Thì mặc dù cái câu chuyện này nó vui đấy, thế nhưng mà chúng tôi thực sự là chúng tôi gặp nan đề. Now for 2 weeks the phone keeps ringing. Bởi vì trong 2 tuần liên tục điện thoại nó suốt ngày nó reo. Yes, hello. Nghe điện thoại reo lại chạy ra bốc. Hello. Always very quiet. Đầu bên kia. Hello. Yeah. Hello. And then I just. Tại
Nghe thấy cái tiếng thở. Rồi sau đó là tiếng cười. I call it breathing demon. Tôi gọi đó là hơi thở. Breathing demon. I said, breathing demon, stop calling. I said, tôi mới gọi này, hơi thở của quỷ, đừng có gọi tôi nữa. I said, you are like demon, stop calling us. We're waiting for important call. Would you please stop using this phone? Tôi mới nói chúng tôi đang chờ đợi cuộc gọi từ bên Mỹ, cho nên làm ơn đừng có gọi cho chúng tôi nữa. That went on about 2 or 3 weeks, every day. Cái chuyện đó nó diễn ra hàng ngày trong vòng 2-3 tuần gì đó. And finally, about 12 noon, getting ready to eat our food, one more time the phone rings. Thế một lần nọ vào buổi trưa khoảng tầm 12 giờ trưa, lúc đó chúng tôi chuẩn bị ăn trưa thì điện thoại chúng tôi lại reo lên. I am so angry. Tôi nổi giận luôn, chưa bóc máy đã nổi giận. I said, I will stop those children. Tôi mới nói bây giờ mình phải ngăn cản những đứa trẻ kia. I don't say hello. Tôi bóc máy lên và không thèm nói xin chào. I pick up the phone. Tôi bóc điện thoại lên. Satan, I rebuke you. Satan, ta cổ trách người. Devil, I bind you. Hỡi ma quỷ, ta cổ trói người. You will stop calling on this phone. Ngươi sẽ không còn gọi điện cho ta nữa. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. I call down death upon you. Và ta kêu gọi sự chết sẽ đến trên người. You will stop in the name of Jesus. Do you understand? Ngươi phải dừng lại trong danh của Chúa Giêsu, ngươi hiểu không? It gets very quiet. Đầu bên kia cực kỳ im lặng. And no breathing, no more. Không có cái tiếng thở nào, không có tiếng cười nào cả. And I hear a very sweet voice. Tôi nghe một giọng nói vô cùng ngọt ngào. It's the voice of my spiritual pastor. Đó chính là giọng nói của ông mục sư thuộc linh, người lãnh đạo thuộc linh của tôi. He says, Daniel, is that you? Ông hỏi da đen, đó có phải là anh không? Is that you on the phone? Có phải là anh đang nghe điện thoại không? I said, oh, sorry, I'm Jimmy, brother Jimmy, I'm so sorry, brother Jimmy, I'm so sorry. Thế tôi mới nói, tôi vô cùng xin lỗi, ông. Why are you rebuking me? Thế ông kia mới nói rằng, tại sao ông lại cổ trách tôi như thế? I was praying for you, and the Lord told me you're in trouble, and you need $1,000, and I have the money for you. Thì ông đối diện kia mới nói như này, tôi đã cầu nguyện cho ông và Chúa cho tôi biết là ông đang phải đối diện với năm này, bây giờ ông cần $1,000 mà chúng tôi đang có $1,000, chúng tôi muốn gửi qua cho ông. Xin lỗi ông, cảm ơn. Is that a funny story? Quý vị thấy câu chuyện này có mắc cười không ạ? Amen. Praise God. So, imagine my mentor, my spiritual pastor, my mentor, the one who bring us to the Philippines. I was rebuking him and calling down death upon him. Nên chúng ta thử tưởng tượng, cái người lãnh đạo thuộc linh của tôi là người mà mang chúng tôi đến ở tại Philippines, mà tôi của trách ông ấy, tôi kêu gọi sự chết đến trên ông ấy. Terrible. Kinh khủng. No good. Không tốt lành gì cả. Well, why do I tell you this story? Mà tại sao tôi lại kể câu chuyện này cho chúng ta? When you follow God's call. Bởi vì khi chúng ta đi theo sự kêu gọi của Chúa, we will have so much testing. Chúng ta phải trải qua rất nhiều những so much trial. Rất nhiều những khó khăn. And not until you go through those difficulties. Và cho đến khi nào chúng ta phải trải qua những khó khăn thử thách đó, will the solution come? Thì chúng ta mới tìm thấy giải pháp cho mình. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Praise God. Amen. 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 Yes. Yeah. And our verse is Job 8, verse 7. Rồi câu kinh thánh của chúng ta là Job đoạn 8 câu 7. You can just write the reference, but Job chapter 8 verse 7. Chúng ta có thể viết câu kinh thánh này xuống, Job đoạn 8 câu 7. It says, even if your beginning seems very small, he will make your latter years very great. Thế câu kinh thánh này nói như thế này, dù ban đầu anh nhỏ mọn tầm thường, nhưng tương lai anh sẽ vô cùng rạng rỡ. In other words, you might start out very small, but God will make the last part great. Hay nói một cách khác, có thể khởi đầu của chúng ta rất là nhỏ bé, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng ta trở nên vĩ đại. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Được khen Chúa. So sometimes God can supply for you in the funny way, like the story about the telephone. Sometimes God will supply to you in the funny way. Thì đôi khi Đức Chúa Trời sẽ cung ứng cho chúng ta trong những cái cách rất là mắc cười, giống như là cái câu chuyện tôi vừa kể. And your job is don't quit. Và công việc của chúng ta đó là không bỏ cuộc. Hallelujah. Praise God. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu.
Praise God. Ngợi khen Chúa. Listen, the reason I want to tell you these things. Lý do mà tôi muốn kể cho quý vị nghe những điều này. Is the greatest thing you will do in your life is not according to your own plan. Bởi vì cái điều lớn lao nhất mà chúng ta có thể làm trong đời sống của mình đó là không đi theo kế hoạch riêng của mình. The greatest thing in your own life is not according to your plan, but when you serve the plan and mission of another. Cái điều lớn nhất mà chúng ta sẽ nhận được trong đời sống của mình đó là khi chúng ta không đi theo kế hoạch riêng của mình nhưng chúng ta hỗ trợ, chúng ta phục vụ kế hoạch của người khác. Praise God. Ngợi khen Chúa. Praise God. Come on, give the Lord a shout. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. The young prophet Elisha received double from Elijah. Tiên tri Elise đã nhận được sự sức dầu gấp đôi thầy của mình là Eli. Twice as many miracles. Thì ông cũng làm phép lạ nhiều gấp đôi. Exactly double. Thực tế là gấp đôi, chính xác là gấp đôi. But it did not happen until he first served the plan of someone else. Thế nhưng mà chuyện đó không xảy ra với Elise cho đến khi mà ông đã phục vụ thầy của mình xong đã. Hallelujah. Hallelujah. So we say like this, you cannot find God's will for yourself until you first serve the ministry of someone other than you. Thế thì chúng ta có thể nói như này, chúng ta không thể nào tìm được ý muốn của Chúa cho cuộc đời của chúng ta trong chức vụ của mình cho đến khi chúng ta hỗ trợ, chúng ta phục vụ chức vụ của người khác trước đã. Why don't we say that to our neighbor? Say that to your neighbor. Để chúng ta quay sang người ngồi bên cạnh chúng ta và chúng ta nói câu này. Praise God. Nói, có nhớ không ạ? Nói sao? Chúng ta không thể nào tìm được ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng ta hay cho chức vụ của chúng ta cho đến khi chúng ta hỗ trợ phục vụ chức vụ của người khác. Nói đi, nói đi. And also in Europe. Và bên cạnh đó cũng hội vị Chúa ở tại châu Âu nữa. And I told you my wife have babies in many different countries, right? Và tôi đã nói với quý vị rằng vợ chồng của chúng tôi có con ở rất là nhiều các nước khác nhau phải không ạ? So we learned some of the languages of that area and we stayed almost 10 years, almost 10 years in that part of the world. Thế thì ở Africa and Europe. Thế thì khi mà chúng tôi ở tại châu Phi và đến ở tại châu Âu thì chúng tôi đã học ngôn ngữ ở cái nơi mà chúng tôi đến và chúng tôi ở tại khu vực đó gần 10 năm. And so we thought we have the desire to stay in Africa, but we needed more money, so we go back to America for more training and more support. Thì chúng tôi muốn hầu việc Chúa ở châu Phi nhiều hơn nữa, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mình cần nhận được sự hỗ trợ, mình cần phải thêm lên cái sự đào tạo, sự huấn luyện trên chúng tôi đã quay trở lại Mỹ. Our plan was to stay in Africa. Go ahead. Thế thì cái kế hoạch của chúng tôi, ao ước của chúng tôi là chúng tôi ở tại châu Phi để phục vụ Chúa lâu dài hơn. But we took some time to go to America to get some more training and to get some more financial support. Nhưng mà chúng tôi đã quyết định là về Mỹ trong một quãng thời gian để rồi mình có thể được đào tạo, được huấn luyện cũng như là kêu gọi cái sự hỗ trợ về tài chính. But the reason I tell you, my wife and I, we said, this is the place we will serve the Lord. This is our plan. We will be missionaries here in this part of the world. Thế nhưng mà cái điều tôi nói với quý vị ở tại đây đó là vợ chồng của chúng tôi đã quyết định và nói rằng ở tại châu Phi, ở tại khu vực này chính là cái nơi mà chúng tôi sẽ hầu việc Chúa ở tại đó. Chúng tôi muốn hầu việc Chúa tại nơi đó. We were convinced we were going to be serving in that part of the country. Và chúng tôi nghĩ rằng và chúng tôi được thuyết phục rằng chúng tôi sẽ hầu việc Chúa ở tại khu vực đó. But then what happened? Nhưng mà điều gì đã xảy ra? You know what happened? Quý vị biết điều gì xảy ra không ạ? The same man that was on the telephone. Cũng cùng một người mà đã gọi điện cho tôi trên điện thoại á. He saw me. Thì ông ấy nhìn thấy tôi. And he asked the question. Thì ông mới hỏi tôi một câu hỏi thế này. Hey Daniel. Anh Daniel ơi.
hear that you can take pictures. You're good with a camera. You're cameraman. Tôi nghe nói anh là một người rất giỏi trong lĩnh vực chụp hình, bởi vì anh là một người thợ chụp hình. I'm going to Asia for crusades. Mà tôi bây giờ tôi có một cái cuộc truyền giảng ở tại châu Á, mà tôi sẽ đi qua châu Á. Could you come with me for a few weeks? Anh có muốn đi với tôi trong vòng vài tuần không? And help me. Để giúp tôi. And you know what I said? Ông biết tôi trả lời gì? Of course, really? Tất nhiên, tôi sẽ đi chứ. Yeah, sure. Chắc chắn tôi sẽ đi với anh. We had plans to go back to Africa. But he said, just come with me for 3 weeks to Asia. Thế thì chúng tôi đã có kế hoạch để quay trở lại châu Phi. Nhưng mà ông mục sư đó mời tôi đi đến châu Á để giúp ông ấy trong một thời gian vài tuần. And he was having crusades in Philippines. Thế trong thời điểm đó thì ông có những cái chương trình truyền giảng rất là lớn ở tại Philippines. And in 3 weeks of ministering in Asia, we saw more people become Christian than 3 years in the other place. Thế thì trong 3 tuần ở tại châu Á, tôi nhìn thấy rằng ở châu Á, trong 3 tuần đó có nhiều người tin Chúa hơn là chúng tôi phục vụ Chúa ở tại châu Phi trong vòng 3 năm. We said, never mind with our plan. Thế chúng tôi mới nói, cái kế hoạch của mình không quan trọng. Let's help someone else with their plan. Bây giờ chúng ta hãy giúp đỡ người khác với cái kế hoạch của họ đi. And we were so excited because of the revival that was happening here in Asia. Và lúc đó thì chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi vì có cơn phấn hưng đã xảy đến ở tại châu Á. So Sister Minara, she packed her Bible, her toothbrush, and her children, and we get on the airplane. Thế thì vợ của tôi, vợ chồng chúng tôi bắt đầu mới mang kinh thánh rồi bàn chải đánh răng, kem đánh răng cùng con cái của mình đi lên máy bay. And we came just to help someone else with their plan. Và cái kế hoạch ban đầu của chúng tôi là đến ở tại châu Á chỉ để giúp đỡ kế hoạch của người khác thôi. And guess what happened? Và quý vị biết điều gì đã xảy ra không ạ? We fell in love with you. Chúng tôi đã yêu châu Á của quý vị. We fell in love with Vietnam. Chúng tôi yêu đất nước Việt Nam. Amen. We fell in love with Philippines. Chúng tôi yêu người Việt. Amen. 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 And actually, the greatest thing that's in our life is not the plan we had back in Africa. Và cái điều lớn lao nhất trong cuộc đời của chúng tôi không phải là kế hoạch mà chúng tôi đã có ở tại châu Phi. Because I decided to stop and serve the plan of the other man. Đó là bởi vì tôi đã quyết định thôi bây giờ cái kế hoạch của mình tạm thời để tại đó. Bây giờ mình sẽ đi mình hỗ trợ cho cái kế hoạch của người khác. That's how we found God's will for our life. Và đó chính là thời điểm mà chúng tôi tìm thấy ý muốn của Chúa trong cuộc đời của chúng tôi. Hallelujah. 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 Give the Lord a hand. Praise God. Praise God. So we say you'll never find your correct calling in life until you serve the calling of someone else. Chính vì thế, chúng tôi nói như thế này. Quý vị không thể nào tìm được sự kêu gọi đúng đắn trên cuộc đời của quý vị cho đến khi quý vị hỗ trợ, quý vị giúp đỡ cho sự kêu gọi của người khác. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ngợi khen Chúa. 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 On his mission. Nếu như mà tôi không giúp cho ông mục sư đó để mà đi chụp hình trong cái chức vụ của ông ấy, then I would have never met you. Thì có lẽ tôi không bao giờ được gặp anh. Praise God. Ngợi khen Chúa. Praise God. And the Holy Ghost. Chúa. The Holy Ghost. Cảm ơn Thánh Linh. And I would have never met all of you. I would have never met you. Tôi cũng không bao giờ có cơ hội để gặp tất cả quý vị ở tại đây. I would be serving God in Africa or someplace. Có thể là tôi lúc đó sẽ phục vụ Chúa ở tại châu Phi hoặc ở một nơi nào đó. Remember we learned Kelamit Arabia. Quý vị nhớ là chúng tôi phục vụ Chúa ở tại Kenya, yeah. Một đất nước mà họ nói tiếng Arabic. Arabic. Cái ngôn ngữ của họ. We learned those other languages of the Arabic just a little. Và chúng tôi cũng học cái ngôn ngữ Ả Rập ở tại đó nữa. She's laughing at me. Yeah, anyways, she's not bad. She's good in language, yeah. Vợ của tôi rất là giỏi trong việc học ngôn ngữ. But I'm just like, not so good. Tôi thì tôi không tốt lắm trên khi tôi nói cái tiếng Ả Rập, tôi nhắm mắt lại cười. I'm good at telling stories. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện. But my point is, even if you learn the language of one country, maybe God will send you to another country. Cái điều mà tôi muốn nói đây là đôi khi chúng ta học ngôn ngữ của một đất nước này, thế nhưng mà Chúa lại sai chúng ta đến một đất nước khác. If you serve the plan of another ministry. Nếu như chúng ta phục vụ cái kế hoạch của một người khác. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ngợi khen Chúa. Hallelujah.
Hallelujah. Give God a hand clap. Give God a hand clap. Remember that Elisha got twice from Elijah because he served. Thế chúng ta phải nhớ rằng ông Elise, ông nhận được sự sức cầu gấp đôi thầy của mình vì cớ ông ấy đã phục vụ. Three times he said, never mind, you don't have to be faithful. Ba lần thầy của ông nói với ông rằng không cần phải đi nữa, không cần phải trung tín nữa. But he said, no, I do have to be faithful. Thế nhưng mà ông Elise, ông nói rằng không, con phải trung tín chứ. The first plan in following, finding God's call is you get out of the comfort zone. Cái điều đầu tiên để chúng ta tìm kiếm được sự kêu gọi của Chúa đó là chúng ta phải đi ra khỏi cái vùng mà chúng ta cảm thấy an toàn, chúng ta cảm thấy thoải mái. You know what that means? Chúng ta biết điều đó có nghĩa là gì không ạ? You know what that means? Chúng ta biết điều này có nghĩa là gì không ạ? Tell your neighbor, are you ready to get out of the comfort zone? Chúng ta nói với người bên cạnh của chúng ta, anh chị đã sẵn sàng đi ra khỏi cái vùng thoải mái của mình chưa? Vậy thì đi ra khỏi cái vùng thoải mái của mình có nghĩa là gì? What does it mean to go out of the comfort zone? Đi ra khỏi cái vùng thoải mái của mình có nghĩa là gì? Maybe it means to go overseas. Cũng có thể đó, với chúng ta có thể đó là đi ra nước ngoài. Maybe it means to do the thing you're afraid of. Hoặc cũng có thể đó là làm những cái điều mà chúng ta thường sợ hãi. I'm getting ready to close, so don't worry. Tôi sắp xong rồi đây, nên chúng ta không phải chờ đợi lâu nữa, đúng không? But listen, please put this in your notes. Nhưng mà tôi muốn chúng ta hãy ghi điều này lại. The thing you're most afraid to do in life is exactly what you should be doing with your life. Cái điều mà chúng ta sợ làm nhất trong cuộc đời của chúng ta thì đó chính là cái điều mà lẽ ra chúng ta cần phải làm trong cuộc đời của mình. Please write that down. Ta viết xuống đi. The thing that you're the most afraid to do in life, that's exactly what you're supposed to be doing with your life. Cái điều mà chúng ta sợ nhất ở trong cuộc đời của mình á, sợ làm nhất trong cuộc đời của mình á, thì đó chính xác là cái điều mà chúng ta cần phải làm trong đời sống của mình. Do you understand? Quý vị hiểu không ạ? Why? Tại sao? Because then you're leaning on the Lord. Bởi vì khi chúng ta làm điều đó có nghĩa là chúng ta phải nương dựa Chúa. Then you're not trusting in yourself. Chúng ta không tin cậy vào bản thân của mình nữa. You're asking for God's help. Chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Hallelujah. 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 And God uses the foolish things. Và Chúa thường sử dụng những điều dại dột. To confound the wise. Để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Hallelujah. Hallelujah. Well, we're going to close this section, but first we want to pray for health, for healing. Thế thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần này sớm, nhưng mà trước đó thì tôi muốn nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ cầu nguyện cho sự chữa lành. Just a few verses, and then we're going to have organize our prayer. Thì tôi sẽ cho quý vị một số câu kinh thánh ở tại đây, và sau đó chúng tôi sẽ cầu nguyện. God wants us to live long, and He wants us to live strong. Chúa muốn chúng ta sống lâu và sống mạnh mẽ. Let's say that together. God wants me to live long, and He wants me to live strong. Để tôi muốn tất cả chúng ta cùng lặp lại. Chúa muốn tôi sống lâu và sống mạnh mẽ. Now look at your neighbor. Say, neighbor, you can't serve God if you're sick. Để chúng ta quay sang người ngồi bên cạnh chúng ta nói rằng, anh chị ơi, anh chị không thể phục vụ Chúa nếu mà anh chị cứ bệnh tật mãi. Nói đi. Hoặc là chúng ta có thể nói như thế này, chúng ta sẽ phục vụ Chúa tốt hơn nếu chúng ta khỏe mạnh. Hallelujah. Hallelujah. Look at Exodus 23:25. Chúng ta coi trong Xuất Ê Diếp Ký đoạn 23 câu 25. Exodus 23:25. Xuất Ê Diếp Ký đoạn 23 câu 25. God says, "You shall serve the Lord your God. He will bless your bread, bless your water, and take sickness out of the midst of this." Kinh Thánh nói thế này: Hãy hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa phòng ngươi. Praise God. Ngợi khen Chúa. I mean, Pastor Moses told us about the virus everywhere. Hồi nãy thì Mục sư Phục nói với chúng ta khắp nơi trên thế giới này ai cũng sợ virus cả. We need healing against the virus. Chúng ta cần sự chữa lành của Chúa trên cái bệnh virus đó. Sister Manure taught us very important. Wash your hands. Just wash your hands. Hôm qua vợ của tôi chỉ cho chúng ta một cách vô cùng quan trọng, đó là phải rửa tay của mình. We did this, right? We did this. Và sau đó mình có bắt tay người khác thì mình không bắt bình thường nữa, mình sẽ bắt
cái điều này. Is going to the hospital a good idea? Is going to the hospital a good idea? Thế thì bây giờ đi vào trong bệnh viện có phải là một ý tưởng hay không? If you have to. Nếu như chúng ta phải vào bệnh viện. But what is wrong with going to the hospital? Thì không sao, nhưng mà nếu mà tự dưng chúng ta bệnh viện thì sao? Well, did you hear the story about the farmer who had an accident with his leg? Chúng ta bao giờ nghe câu chuyện về một người nông dân mà bị thương ở cái chân của ông chưa? He cut his leg very deep when he was working in the field. Thế một lần nọ thì khi ông ấy đang làm việc trên cánh đồng thì ông đã vô tình ông cắt phải chân của ông ấy, và chân của ông bị một cái vết cắt rất là sâu. His wife said, "You better go get that fixed, fix that right away." Thế người vợ của ông ấy mới nói như thế này, giờ anh phải đi vào và anh phải xử lý cái vết thương của anh ấy. Thế ông chồng ông đã thôi lát nữa làm. Pretty soon it turned green, gangrene. Nhưng mà rất là mau chóng sau đó thì nguyên cái phần chân phía dưới này của ông nó trở nên tái mét, xanh và bắt đầu nó sưng lên. And the wife said, "You better go to the hospital now. Go to the hospital." Người vợ mới nói anh phải vào bệnh viện đi. When he got to the hospital, the doctor said, "Oh, you should have come sooner." Thì khi mà anh đến bệnh viện thì bác sĩ mới nói là lẽ ra anh phải đến sớm hơn chứ. Your leg is so bad, we have to remove it. Nhưng bây giờ chân của anh nó tệ quá rồi, chúng tôi bắt buộc phải cắt bỏ chân của anh. He's shocked. Okay, anh ấy vô cùng sốc. I want to lose my leg. Anh nói rằng tôi sẽ mất cái chân của tôi. The doctor said, "Don't worry, I take very good care of you." Thì người vợ mới nói rằng, ô anh đừng lo, em sẽ chăm sóc cho anh rất tốt. So they put him unconscious for surgery. Thế cuối cùng thì họ mới chụp thuốc mê ông ấy. He said, "I will only do the surgery if you promise to tell me the truth. I'll only do the surgery if you promise afterward tell me the truth." The farmer. Thế thì cái người nông dân mới nói như thế này, tôi chỉ làm cuộc phẫu thuật này nếu như mà ông nói cho tôi biết sự thật. So they put him unconscious and they do the surgery. When he's waking up from the surgery, he asks the doctor, "What is the news? What is the news?" Thế thì khi mà người này sau khi đã chụp thuốc mê rồi và sau khi đã làm phẫu thuật rồi, tell me the news. What is the news? Thì mới hỏi cái người bác sĩ rằng, nói cho tôi biết đi. What is the result of the surgery? Cái kết quả của phẫu thuật của tôi như thế nào? The doctor says, "I have good news and I have bad news." Thế thì người bác sĩ mới nói rằng, tôi có một tin tốt và một tin xấu. He says, "Okay, tell me the good news first." Thì người nông dân mới nói là kể cho tôi nghe cái tin tốt trước đi. So the good news is the operation is a success. Thế thì người bác sĩ mới nói như thế này, tin tốt đó là cuộc phẫu thuật này đã thành công. What is the bad news? Rồi thế bây giờ tin xấu là gì? The bad news is we cut off the wrong leg. Cái tin xấu đó là chúng tôi đã cắt nhầm cái chân của anh. Funny story, right? Một câu chuyện rất là mắc cười phải không? It's just a joke. It's just a joke. Câu chuyện này chỉ là vui thôi nha, vui đùa thôi. But it happens. Nhưng mà thực tế ra nó đã xảy ra đấy. If you trust in the hospital. Nếu như chúng ta vào bệnh viện. You might lose the wrong. They might cut off the wrong leg. Phải cẩn thận nếu không người ta cắt nhầm cái chân của chúng ta. Look at your neighbor and say, "Hey, I hope you're not trusting in the hospital." Quay sang người ngồi bên cạnh mà nói rằng, tôi mong rằng anh chị không có tin cậy vào bệnh viện. Not trusting in the hospital. The only way, what's the only way healing comes to us? Thế trong cái cuốn sách này, đây chính là nơi mà sự chữa lành trọng đến với chúng ta. Is because laughter is like medicine. Lý do tôi kể câu chuyện đó bởi vì khi chúng ta vui, chúng ta cười, cười nó là một liều thuốc. Praise God. Vâng, khen Chúa. And guess what? Chúng ta thử đoán thôi. You have your own pharmacy 24 hours a day. Mỗi một quý vị ở tại đây đều có một nhà thuốc của riêng mình và nó luôn mở cửa 24 tiếng mỗi ngày. Where is your pharmacy? Vậy thì nhà thuốc của chúng ta ở đâu? Right here. Ở ngay đây này. Praise God. Vậy khen Chúa. I have an injury on my hand. Tôi bị thương ở tay của tôi.
And but I am laughing, and I'm laughing. The more I laugh, the more like medicine working the pain away. Mặc dù tôi bị thương ở tay của tôi vẫn cười, và mỗi một khi tôi cười á, thì thực tế là tôi càng cười bao nhiêu thì tôi càng cảm thấy cái tay của tôi không đau bao nhiêu. Hallelujah. Hallelujah. Look at your neighbor and say, your pharmacy is open 24 hours a day. Để chúng ta quay sang người ngồi bên cạnh chúng ta và nói rằng cái nhà thuốc của anh chị á mở cửa 24 tiếng mỗi ngày. Shall we all stand to our feet? Và tất cả chúng ta mời chúng ta đứng lên.